Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 11 trong khóa thiền 10 ngày của Sư Hạnh Tuệ. Thì Sư được Đại Đức Hạnh Tuệ thỉnh giảng thời pháp thoại. Thật ra thì lúc mà Sư được Đại Đức Hạnh Tuệ thỉnh giảng trong buổi tối hôm nay thì thật lòng là vừa hứng khởi mà vừa lo lắng, nửa muốn nửa không. Tại sao hứng khởi? Bởi vì đây là cái buổi giảng dành cho các hành giả tu tập, thì Sư rất thích nói về pháp hành. Nhưng mà lo lắng là không biết là cái căn cơ của quý vị như thế nào, bởi vì đây là không phải là khóa thiền của Sư hướng dẫn. Thì thường trong các khóa thiền đó, đa số là chỉ thỉnh giảng ở đầu khóa, cuối khóa thôi. Thì trong suốt khóa thiền thì cái người thiền sư mà là người nắm rõ quý vị nhé, biết quý vị cần truyền đạt những gì, một chi pháp thì cần giảng ở mức nào. Vậy nên là hứng khởi mà lo là không biết là nên triển khai pháp ở mức độ nào, nông hay sâu, rộng hay hẹp, thì nó phù hợp với những hành giả ở đây. Nhưng mà không sao, thì pháp nó rất là vi diệu quý vị. Khi chúng ta nghe thì cái mức độ nào chúng ta cũng hiểu cả. Một cái bài giảng, một cái hành giả một năm sẽ hiểu ở cái mức độ của hành giả một năm, và hành giả 10 năm sẽ có mức hiểu của hành giả 10 năm. Hôm nay thì Sư muốn nói về các cái yếu tố tâm linh mà nó hỗ trợ cho các hành giả trong cái con đường tu tập, những cái phẩm chất tâm, những cái đặc tính tâm thiện mà chúng ta cần phải có, và chúng ta cần phải phát triển nó, cần phải quân bình nó như thế nào ở trên cái con đường tu tập, trong cái việc thực hành của chúng ta. Về cái yếu tố đầu tiên mà Sư muốn nói đến ở đây thì đó là đức tin. Đức tin tiếng Pali là Sada. Thì chúng ta làm bất cứ một cái điều gì ở trên đời này, chúng ta đều phải có cái lòng tin vào nó. Từ thế sự, quý vị có cái lòng tin về cái việc quý vị làm, như quý vị khởi sự một việc kinh doanh thôi, chúng ta phải có lòng tin với nó mới làm, đúng không? Từ cái việc nhập thế cho đến việc xuất thế, nếu chúng ta không có cái lòng tin thì rất khó để chúng ta có thể bắt tay vào việc. Thì ở đây cái lòng tin của người Phật tử đối với tam bảo, lòng tin đối với người thầy của mình, đối với người hướng dẫn của mình, và nó có những tầng mức khác nhau. Kinh điển dùng từ là parikasada, nên là đức tin tạm dịch là cái đức tin thuần túy, đức tin bình thường, và một cái nữa là bhavana sada, là đức tin có được do cái sự trải nghiệm, do sự tu tập từ pháp hành. Chữ bhavana ở đây có vị nghe có quen không? Đây cũng có nhiều sư cô, cũng có chắc cũng có nhiều hành giả lâu năm. Có bao nhiêu người đã nghe chữ bhavana này? Bhavana đây nghĩa là sự trau dồi, sự luyện tập, sự phát triển. Thì chúng ta sẽ gặp chữ bhavana này rất là nhiều. Phát triển qua cái sự trau dồi của cái sự luyện tập. Thì parikasada, cái niềm tin thuần túy, niềm tin khởi sự,
nó đến từ đâu? Đến từ, có thể nó đến từ khi quý vị nhìn thấy, quý vị nghe thấy, chẳng hạn như đối với cái việc quý vị đến đây tham gia khóa thiền. À, chúng ta có thể có những người mới ở đây, cho xin hỏi bây giờ bao nhiêu người đây là khóa thiền đầu tiên quý vị đến, quý vị tham gia, cho xin xin. Ủa sao đông quá vậy? À, đó là cũng 70-80% là người mới ha. Thì các vị thử nghĩ xem tại sao, cái lý do nào mà chúng ta tạm gác lại những công việc, chúng ta tạm cắt cái sự liên lạc ở bên ngoài 10 ngày đối với một người cư sĩ ấy, mà cắt liên lạc ở bên ngoài, đến một nơi đặc biệt như thế này ấy, không phải bị đơn giản, bởi vì sư đã đi qua thời kỳ đó, đi qua thời kỳ là một thiền sinh cư sĩ, như sư hiểu. Rất là khó khăn để mà chúng ta có thể sắp xếp công việc, gia đình, các mối quan hệ, nên mà chúng ta đến một nơi tách biệt với bên ngoài như thế này, cùng nhau làm một việc, tụ tập những phẩm chất tâm thiện. Vậy thì cái động cơ nào? Có thể có những người là Phật tử thuần thành lâu năm, chúng ta có một cái niềm tin để tham bảo. Có thể chúng ta chỉ là một người rất là mới, nhưng chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe thấy, chúng ta đọc ở đâu đấy những cái mẫu chuyện, những cái hình ảnh của những người tu tập, chúng ta tiếp xúc với những vị sư, những người hành giả lâu năm, chúng ta thấy một cái gì đó khác với những người bình thường, và chúng ta khởi lên một cái đức tin về cái phương pháp này, và chúng ta đến đây, chúng ta thực hành, và chúng ta cũng muốn có sự chuyển hóa thiện lành giống họ. Đó là bởi vì chúng ta nhìn thấy, nghe thấy, đọc được từ những cái đối tượng bên ngoài, thì đó nó gọi là một đức tin thường tín. Thường tín, tạm dịch là như vậy, thường tín. Và ai cũng phải khởi đầu với cái đức tin này cả, cho dù quý vị có là Phật tử nhiều đời, sinh ra là được dẫn đến chùa rồi, bố mẹ dẫn đến, là ông bà dẫn đến từ nhỏ, nhưng mà thậm chí đi chùa nhiều năm rồi đó, nhưng mà chúng ta vẫn ở cái mức gọi là vì những cái đối tượng bên ngoài mà chúng ta phát sinh lòng tin, thì nó vẫn gọi là thường tín, cho dù đó là tam bảo, Phật pháp tăng. Vì đôi khi chúng ta nó thuộc về văn hóa, chẳng hạn như một đứa bé sinh ra ở Thái Lan, ở Miến Điện, mặc định từ nhỏ nó đã biết kính tăng rồi. Có những lần sinh bác ở Miến Điện, những đứa bé nó chưa biết đi nhưng mà nó đã biết lại chữ tăng rồi. Và chính vì cái niềm tin thường tín đó, nó giúp cho chúng ta khởi sự cái con đường tu tập của chúng ta, đến đây hành thiền chẳng hạn. Nhưng rồi các bạn có sự trải nghiệm trong cái phương pháp này, ban đầu là chúng ta có trải nghiệm một cái sự định tâm nhất định, một cái sự an lạc nhất định, chúng ta cảm thấy một sự bình an từ cái việc là chúng ta tạm tránh những cái trần cảnh, chúng ta được hướng dẫn, bây giờ quay vào bên trong, đừng hướng ra bên ngoài nữa, ghi nhận những cái đối tượng nào, tư duy như thế nào, tác ý như thế nào, chúng ta có những cái trải nghiệm nhất định, và từ từ cái niềm tin đó nó chuyển hóa thành cái mà chúng ta nói là Bhavanasara, nó gọi là chánh tín, và nó cũng có một cái phạm vi rất là dài của cái người, ví dụ hành giả vài tháng vài tuần thì
cái chánh kiến là ở mức nào, hành giả nhiều năm thì chánh kiến là ở mức nào. Và chúng ta tin bởi vì chính chúng ta trải nghiệm, chứ không còn là bởi vì chúng ta nhìn thấy, nghe thấy, được tác động bởi những đối tượng bên ngoài. Đôi khi rồi sau đó thiền sư phải nhắc cái sự bình an này nó không phải là mục đích, nó phải là, nó chỉ là hiệu quả. Chúng ta cần phải tiếp tục, bởi vì hành thiền không phải để cho tâm bình an. Hành hiệu quả và mục đích là hai cái hoàn toàn khác nhau. Mục đích của pháp hành của Phật giáo nó không có dừng lại ở cái việc là để cho tâm định tĩnh bình an, nhưng mà nó là cái hệ quả phải sinh ra, và nó là động cơ, nó là cái động lực để cái người hành giả tiếp tục. Thì tiếp đến cái đức tính thứ hai, đó là cái sự nỗ lực. Quý vị ngồi 30 phút, 1 tiếng, hoặc là đi kinh hành, lặp đi lặp lại, không có sự nỗ lực làm sao chúng ta làm được. Và nỗ lực cũng vậy. Các cái pháp mà chúng ta nói sắp tới đây, nó đều chia ra là Parika và Stavana. Hoặc là cái nỗ lực ở đây nó sẽ chia ra một cách khác, nó gọi là Kalika Piriya, nó gọi là cái sự nỗ lực của thân. Và Setasika Viriya là cái sự nỗ lực của tâm. Cái sự nỗ lực của thân, cái việc mà chúng ta nỗ lực ở đây hành thiền 10, 12 tiếng một ngày, xin biết là quý vị hành bao nhiêu tiếng. Nếu mà các khóa thiền mà tập trung hoặc là những cái trường thiền tích cực ở Miến Điện thì thường là 12 tiếng. Có trường thiền 14 tiếng, đi ngồi xen kẽ với nhau. Thì rõ ràng là chúng ta không có một sự nỗ lực nhất định, chúng ta không có làm được. Chúng ta phải làm những cái việc khác đi hàng ngày. Ăn ít lại, ngủ ít lại, không có vọng tâm ra bên ngoài nữa. Rõ ràng chắc chắn là chợt trải qua mấy ngày đầu thì các bạn cũng thấy đó là một sự khó khăn, nó cần phải có một sự cố gắng. Khi yếu tố nỗ lực tinh tấn này, tất cả mọi người chúng ta đều có, chúng ta làm gì nó cũng có một cái sự cố gắng nhất định. Nhưng mà ở đây chúng ta sử dụng nó trong cái điều kiện hoàn cảnh không có giống ngoài đời. Chúng ta sử dụng nó cho cái việc tu tập. Nếu mà nói về việc thân tinh tấn, thậm chí cho dù quý vị bây giờ hành thiền có 14 tiếng liên tục một ngày đi nữa, quý vị ăn một bữa một ngày đi nữa, thì rõ ràng chúng ta thấy cái nó cũng không có gì là quá là khổ hạnh, quá là ghê gớm. Nếu so nó với những cái trường hợp như những người dân lao động hoặc những người lính chiến trường ngày xưa, đúng không? Nó đâu có gì ghê đâu. Những người lính mà lính Trường Sơn của chúng ta ngày trước, người ta khổ hơn rất là nhiều, người ta nỗ lực rất là nhiều. Nhưng mà ở cái khía cạnh tu tập đó, thì nó gọi là tà tinh tấn. Bởi vì cái sự nỗ lực đó, nó có ấp ủ một cái mong ước khác, một cái lòng tham, một cái sự sân hận. Đó. Hoặc là một người ta nỗ lực ngoài đời, người ta đi kiếm tiền, đó, người ta lừa lọc, hoặc thậm chí là làm ăn cho dù là chân chính đi nữa. Nhưng mà cái nỗ lực nó không phải là cái nỗ lực dành cho sự tu tập, hướng đến cái việc
là chúng ta hiểu rõ thân tâm mình, hướng đến việc chuyển hóa mình. Đó thì nó chỉ là sự nỗ lực của thân. Còn nỗ lực của tâm là sao? Sự nỗ lực của tâm thì chắc chắn nó sẽ dẫn đến sự nỗ lực của thân. Nhưng sự nỗ lực của thân thì chưa chắc. Chúng ta thấy bây giờ một cái hành giả, nếu người ta không được hướng dẫn, người ta cũng ráng ngồi thiền, cố gắng nỗ lực ngồi lâu. Nhưng vấn đề là cái gì đang xảy ra trong tâm lúc người ta ngồi, lúc người ta đi? Cái hình thức nó giống nhau nhưng mà chắc là trong nó không có giống. Tác ý quan sát như thế nào? Đối tượng quan sát của các bạn đang là gì? Các bạn có sự mong cầu gì trong lúc các bạn đang ghi nhận quan sát đối tượng hay không? Thì cái tâm tinh tấn của chúng ta nỗ lực, chúng ta quan sát đối tượng trên thân tâm của mình với một trạng thái tâm quân bình, thì đó mới là gọi là tâm tinh tấn. Và nó mới là Bhavana Viriya. Cái sự nỗ lực chúng ta phải đặt ở đâu? Nó giống như một cái con dao. Một con dao bây giờ nó cũng có thể là một dụng cụ làm bếp, và nó cũng có thể là một hung khí gây án, đúng không? Và cái yếu tố tiếp theo là rất quen thuộc, có thể các bạn nghe rất là nhiều, chưa đi hành thiền cũng nghe, hành thiền trong khóa thiền chắc chắn nghe rất nhiều, đó là niệm. Niệm là tiếng Hán Việt, chúng ta có nhiều từ cùng nghĩa, ghi nhận, quan sát hay biết, rất là nhiều nhiều từ. Các bạn được nhắc, được ghi nhận hay biết, quan sát đối tượng của chúng ta đang thực hành ở đây là tứ niệm xứ, là tất cả những cái gì trên thân tâm của chúng ta. Niệm ở đây ấy, thì chúng ta thường nghe chữ chánh niệm, thì có chánh thì sao? Nó phải có cái ngược lại chứ, không thì người ta để chữ chánh vô chi. Có chánh thì có tà. Thì không biết được là các vị được giảng hay là cái cách các vị hiểu chữ chánh niệm như thế nào. Sư thấy ở trên mạng dạo này có khá nhiều những cái bởi vì gần đây, những nhiều năm gần đây, cái gọi là giảng về thiền hoặc là những cái khóa thiền nó nở rộ. Thì đôi lúc sư cũng thoáng nghe thấy cái việc gọi là giảng về chánh niệm từ nhiều nguồn khác nhau. Và cái câu mà chắc là hay nghe nhất là chánh niệm là làm gì biết nấy. Có mọi người chắc ở đây đều nghe chữ đó, đúng không? Nó không có sai, nhưng nó cũng chẳng có đúng. Cái sự hay biết của chúng ta, nếu mà nói về chánh niệm là làm gì biết nấy, thì thật ra đâu mọi người trong khi chúng ta sinh hoạt từ nhỏ tới lớn, trừ những cái gọi là xin lỗi những người mà từ nhỏ đã bị mất kiểm soát về tâm trí, khờ khờ, đau đau hay đặc biệt bị cái bệnh như nó sẽ không biết được cách gọi tên nó bệnh như thế nào, không ý thức được mình ấy. Thì có những người đó không có làm thì làm gì không biết lấy. Nhưng mà từ nhỏ tới lớn chúng ta là thậm chí là biết nhiều nữa là khác. Nhưng cái vấn đề ở đây là cái biết của chúng ta nó đặt ở đâu?
cái biết của chúng ta là nó hướng ra bên ngoài. Chúng ta biết cảnh trần. Bây giờ chúng ta đi xe, chúng ta phải biết chứ, không biết đụng xe là sao? Chúng ta biết là qua đường như thế nào, biết đèn xanh, biết đèn đỏ, đúng không? Làm cái gì cũng vậy, hoặc là những cái gì những cái người mà làm công việc gì nó liên quan đến việc tỉ mỉ một chút ấy, người ta phải biết gì người ta làm chứ. Nhưng mà sao không có nghe giác ngộ, mà không có giảm tham sân si, bởi vì những cái đối tượng biết đến hướng là bên ngoài. Còn chánh niệm của chúng ta trong thiền tập, cái biết của chúng ta là thân tâm của mình. Bất cứ những cái gì nó ở trên thân tâm của mình, và biết như thế nào nữa, thì cái điều đó thì cái người thiền sư hướng dẫn sẽ nói nhiều hơn với quý vị. Nhưng mà đầu tiên các bạn phân biệt là hướng ra bên ngoài hay là hướng vào bên trong. Niệm là cái sự hay biết. Cái yếu tố tiếp theo cũng rất là hay nghe. Các yếu tố tiếp theo cũng đều sẽ rất là hay nghe trong quá trình tu tập, hoặc là những người hay đọc sách về Phật pháp giáo lý, nó là định. Chúng ta hay nghe là tu tập định giải thoát, là tu tập giới định tuệ. Định ở đây là một cái chức năng của tâm. Chúng ta hay gọi là một tâm sở, hay một chức năng của tâm, hay một đặc tính của tâm, một cái trạng thái tâm. Quý vị cũng có thể dùng những cái từ như vậy. Nó là một cái tính phẩm chất của tâm, tính chất của tâm, là nó có ở tất cả những trạng thái tâm. Nếu mà ai học viện pháp thì sẽ biết nó là nằm trong cái phần của tâm sở biến hành. Tâm sở biến hành ở đây là các cái tâm sở mà nó có mặt ở tất cả những cái trạng thái tâm, dù thiện hay bất thiện, hay là tâm của bậc thánh đã giải thoát, bất cứ lúc nào. Thì cái tên đây đó là Samadhi. Nhưng mà vì Việt Nam chúng ta dịch chữ nó không có được phong phú. Ví dụ như Samadhi dịch định, Samatha cũng dịch định, Chana định luôn, cái gì cũng như vô định hết. Thì thành ra là cái người hành giả hay là người tự đọc sách đó, người ta rất dễ bị hiểu lầm là giống nhau. Nếu mà giống nhau thì tiếng Bali nó có nhiều như vậy để làm gì? Bali là một ngôn ngữ rất là phức tạp. Ví dụ như đây Samadhi, Samadhi là một cái tính chất của tâm, có mặt ở tất cả các trạng thái tâm. Các bạn làm việc bất thiện, chắc chắn phải có, thiện hay bất thiện gì cũng có. Một cái người người ta chẳng hạn như một cái người người ta làm cái việc bất thiện gì đó, người ta tập trung rất là nhiều, người ta suy nghĩ rất nhiều, người ta mưu toan tính toán rất nhiều, đúng không? Đầy định trong đó, nhưng mà đó là tà định. Những người là tập thủ công, người ta làm những cái món đồ những thủ công, tập trung rất là nhiều, sự tập trung rất là cao, Samadhi rất là nhiều. Nhưng mà cái sao? Cái sự định nó hướng ra bên ngoài, tập trung vào một đối tượng bên ngoài, tác ý là bên ngoài và mục đích cũng khác. Nên nó không còn là định trong tu tập nữa, nó không còn là chánh định nữa. Cái Samadhi ở đây nó sẽ có những cái mức độ khác nhau. Rồi, dịch ra là Samadhi
cộng định, an chỉ định. Chúng ta có thể dùng cái từ gọi là cái cường độ của định. Khanika samadhi, upakara samadhi, appana samadhi. Thì ở cái mức mà gọi là sát na định đó, nó có trong tất cả cái trạng thái tâm của chúng ta. Khi mà tác ý chúng ta lấy một ly nước, có niệm có định đầy đủ, thì như lúc nãy chúng ta nói, đây là hướng ra bên ngoài. Mục đích của chúng ta là uống về giải khát, và phần nhiều đó là tâm tham. Khát quá uống để hết khát, đối tượng khác, mục đích khác. Và trong cái việc tu tập của chúng ta thì chúng ta sẽ sử dụng cái định của chúng ta, như lúc nãy nói là chúng ta không có dùng nó để hướng ra bên ngoài, mà nó phải quay về những cái đối tượng là thân tâm của mình, sự tập trung, sự hay biết, nó phải là những cái ở trên thân tâm của chúng ta. Cái cường độ nó như thế nào? Các bạn có thể hiểu nếu nó chạy từ 1 đến 100, sáng là định 1 đến 30, tổng định từ 30 đến 70, an chỉ định 70 đến 100, sẽ lấy cái ví dụ như vậy. Thì bây giờ cái mức của một cái người hành giả mà tu tập tứ niệm xứ đó, thì chúng ta cần liên tục vun bồi những cái sát na định lên cái mức là nó được liên tục, càng nhiều càng tốt, mà có thể tiếp cận với mức gọi là cận định, để chúng ta có thể thấy được các cái pháp, các cái sân khởi trên thân tâm của chúng ta một cách liên tục. Một người mới khi các bạn ngồi, khi các bạn vừa mới quay vào hơi thở hoặc cảm giác trên thân, hoặc là những cái chuyển động cơ thể, vài giây sau các bạn bị phóng tâm, đúng không? Đó thì vì cái xác định chúng ta nó quá yếu, mà chúng ta chưa có được vun bồi, thì chúng ta phải liên tục quay lại, liên tục được nhắc quay lại, liên tục được nhắc quay lại. Là mỗi lần chúng ta tác ý, chúng ta quay lại cái đối tượng mà chúng ta quan sát, cái đề mục chính của chúng ta, thì chúng ta lại vun bồi cho xác định lớn dần nhiều lần nhiều lần. Và đến khi chúng ta sử dụng nó thuần thục, thì chúng ta mới gọi là thấy được cái sự vận hành của thân tâm chúng ta như thế nào. Ở cái mức của cập nhận và an chỉ định đó, cái này chỉ nói sơ qua thôi, là tâm chúng ta nó sẽ bám trên một cái đối tượng, một cái đối tượng tục đế, chẳng hạn một hình ảnh, một câu chữ, liên tục bám trên đó. Nó có sự định tĩnh rất là cao, cập định lên đến an chỉ định. Chẳng hạn như trong kinh miêu tả, nếu mà một cái hành giả mà nhập vào cái mức của an chỉ định đó, thì 500 con xe bò đi ngang người đó cũng không biết luôn. Thì chúng ta không cần phải một cái mức định quá cao vào trong cái việc tu tập thiền quán, thiền tứ niệm xứ. Chúng ta mở một cái mức độ định linh hoạt, bởi vì chúng ta muốn thấy những cái gì trên thân tâm của mình sanh diệt như thế nào, thay đổi như thế nào, thì chúng ta cần ở mức độ linh hoạt, chứ không cần một cái gì đó nó quá nặng nề. Và cái yếu tố tiếp theo rất là quen thuộc, đó là Panya, là tuệ. Chúng ta tu tập ở đây
có nhiều cách nói về cái mục đích tu tập, một trong đó là tu tập để có được trí tuệ. Quý vị hay nghe tu tập để có trí tuệ giải thoát này kia. Trí tuệ ở đây như cũng giống như định, nó có những cái tầng mức khác nhau. Sutta Maya Panya, Chinta Maya Panya, Bhavana Maya Panya. Sẽ được dịch ra là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Văn tuệ ở đây là sao? Những cái thông tin chúng ta tiếp nạp vào từ bên ngoài, những cái mà chúng ta được nghe, chúng ta được đọc từ cái người hướng dẫn của chúng ta. Và nó làm nền tảng để cái tiếp theo, đó là tư tuệ. Tư tuệ ở đây ấy, có nhiều người tự đọc sách nghĩ nó là tư duy, suy nghĩ. Ở đây bao nhiêu người nghĩ vậy? Giơ tay cho con. Tư tuệ là sự tư duy suy nghĩ. Còn các bạn ở đây thì sao? Nếu mà không phải là tư duy thì các bạn nghĩ nó là cái gì? Cô cho một cái ý kiến đi. Vâng. Tức so sánh thì cũng là tư duy. Ok, một cái yếu tố nữa, nó không sai nhưng nó không có đủ. Nếu mà một người tự đọc sách mà không được nghe giảng á, mà suy nghĩ như vậy á, là nó không có sai nhưng nó không có đủ. Giống như cái việc mà chúng ta nói chánh niệm á, là làm gì biết nấy á, nó không sai nhưng nó cũng chẳng đúng. Thì bây giờ cũng vậy, tư tuệ nó cũng có những cái mức độ khác nhau. Khi chúng ta nghe, chúng ta có cái sự tư duy. Tư ở đây á, đó là tâm sở tư nha, Chetana. Thì tư ở đây là cái sự tác ý. Thì tác ý ở đây á, các vị suy nghĩ, các vị có tác ý đúng không? Chúng ta tác ý, chúng ta mới hướng đến cái câu chữ này, bài văn kia, đúng không? Những cái là vừa nghe giảng, chúng ta có tác ý, chúng ta mới nghĩ đến bài này thay vì nghĩ đến bài kia. Thì đó, nói nếu ở mức của cái mức độ một người mới nghe, mới tu tập thì tư tuệ, đó tư duy là đúng, nhưng nó không phải là nội dung của cái tư duy, mà nó là cái sự tác ý tư duy của mình đến cái bài này hoặc bài kia. Và cái người hành giả rốt ráo đó nha, thì đây là cái sự tác ý hướng tâm đến đối tượng đúng cần quan sát vào cái khoảnh khắc đó. Khi mà tác ý hướng tâm á, thì không cần phải suy nghĩ tư duy nữa, vì đó là một thói quen của một người hành giả. Và cái đó mới là cái rốt ráo của cái gọi là tư tuệ. Trong một cái khoảnh khắc chúng ta đối diện với cảnh, chúng ta tác ý đến cái đối tượng nào. Nó chẳng hạn như bây giờ một cái trần cảnh nào đấy, một cái người nào đấy, một cái vật nào đấy, một cái ký ức nào đấy, nó xảy đến với chúng ta làm chúng ta phát lên một cái bất thiện tâm chẳng hạn. Thì đối với một người bình thường thì sẽ như thế nào? Đối với một người bình thường, người ta sẽ người đời, hoặc là những người mà không có ý niệm về việc tu tập đó, người ta sẽ tìm cách để xử lý nó, tìm cách để làm cái điều ngược lại, đúng không? Còn bây giờ chúng ta không có xử lý nó bằng cách thông thường nữa. Chúng ta không có tác ý hướng ra bên ngoài nữa. Chúng ta ghi nhận những cái phản ứng của thân tâm chúng ta. Thế khác nhiều chưa?
Tư tuệ ở đây là tác ý hướng tâm đúng đối tượng cần quan sát. Và nhiều lần như vậy rồi á, vì khi mà hành giả ghi nhận được đúng đối tượng qua nhiều lần, các bạn thấy trạng thái tâm này, cảm giác này nó đến rồi nó phải đi. Nhiều lần như vậy nữa, nó đến vì có lý do và nó đi cũng vì có nguyên nhân của nó, thì hành giả mới thấy được, mới hiểu được những cái sự vận hành của thân tâm chúng ta là như thế nào. Thấy được những cái sự thay đổi đó, thấy được quá mệt mỏi bởi vì chúng ta hết cảm giác này đến cảm giác khác, hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác. Chúng ta không thể làm chủ được nó, bởi vì có điều kiện thì nó đến. Đó là một cái sự bức bối. Nếu mà chúng ta dừng lại và chúng ta ghi nhận, còn trước giờ chúng ta tìm cách thoải mái nó, chúng ta tìm cách làm được ngược lại, nhưng chúng ta không thấy được. Và bây giờ từ từ chúng ta mới hiểu được cái cách mà thân tâm chúng ta vận hành là như thế nào. Và cái đó nó gọi là Pavana Mayapana, là tu tuệ. Để được trải nghiệm từ cái sự thực hành của chúng ta. Không có văn tuệ đúng, các bạn không thể có tác ý đúng, không có tác ý quan sát đúng, thì tu tuệ không thể đến được. Và chúng ta vừa nói qua yếu tố thứ năm, các cô nghe quen đúng không? Các cô tu nữ chắc là nghe quen đúng không? Năm yếu tố tinh thần này nghe quen đúng không? Gọi là gì mấy cô? Cô cho xin câu trả lời. Nghe quen đúng không? Đức tin, sự cố gắng, sự hay biết, định và tuệ. Dạ, con nghe những năm yếu tố này, tín, tính, nhận, tuệ. Thì năm yếu tố đó chúng ta gọi là gì? Đúng rồi, vũ lực, vũ quyền. Năm yếu tố tâm linh, năm phẩm chất tâm cần thiết cho sự tu tập của bất cứ một hành giả nào. Các bạn sẽ đọc, các bạn sẽ thấy là có đôi lúc sẽ dùng chữ ngũ lực, ngũ quyền hoặc là ngũ căn, ngũ lực. Ví dụ ngũ quyền thì nó là indriya. Sư sư thì hay dùng là ngũ lực và ngũ quyền. Bởi vì dùng chữ căn á, các bạn dễ bị nhầm với căn vật lý. Mắt tai mũi lưỡi thân. Nhưng mà nhiều sách người ta sẽ dịch là ngũ căn ngũ lực. Căn thì chữ indriya, còn chữ pala là lực, chữ indriya là quyền. Ngày xưa thì hay dùng chữ quyền, dùng chữ căn là dễ bị nhầm lắm, đúng không? Căn là căn vật lý, là mắt tai mũi lưỡi thân. Nên là cái ngôn ngữ đôi khi chúng ta dùng không khéo dễ bị nhầm. Thì nếu các bạn đọc thì bạn sẽ thấy là có ngũ quyền và ngũ lực. Thì cái vừa rồi là chúng ta vừa nói thì sử dụng chữ ngũ quyền thì ngũ lực nó cũng phải thân, mà nó khác nhau đâu, khác nhau ở cái chức năng thì cũng là một cái phẩm tính tâm đấy. Nhưng mà nó làm được cái chức năng khác nhau. Thì ví dụ như quyền ở đây là sự kiểm soát các pháp đồng sanh, còn lực ở đây là cái sự áp chế các pháp mà trở ngại. Nó là một cái pháp, một cái nhưng mà nó có thể làm được hai chức năng.
nên chúng ta chia là vũ lực, vũ quyền là như vậy, hai khía cạnh của một vấn đề thôi. Và nó có sự liên quan tương hỗ với nhau. Liên quan tương hỗ như thế nào? Nó hỗ trợ nhau phát triển và nó giúp nhau cân bằng. Hỗ trợ nhau phát triển như thế nào? Một người có đức tin, như lúc nãy chúng ta phân tích từ thường tín, thì chúng ta mới khởi sự thực hành, từ từ chúng ta mới có được chân tín. Có đức tin các bạn mới đến đây, có đức tin các bạn mới nỗ lực, có đức tin chúng ta mới có được sự tinh tấn, thì đức tin đủ thì chúng ta mới tinh tấn đủ. Một cái điều quan trọng nữa, cái đức tin ở đây không chỉ đơn giản là tin tâm bảo, tin phương pháp, tin vào người hướng dẫn của mình, mà đức tin ở đây chúng ta phải tin vào chính bản thân mình, tin vào mình có khả năng thực hành được, có khả năng chuyển hóa được. Đó mới là cái rất quan trọng. Đó là cái điều rất quan trọng mà sư thấy nhiều hành giả thiếu sót. Thì chúng ta sẽ nghĩ là chắc là tu tập để bụng bồi ba la mật, để kiếp sau này gặp vị này vị kia, gặp Đức Phật tương lai. Chúng ta làm, chúng ta đang nói là chúng ta sống trong hiện tại, nhưng mà chúng ta làm chúng ta còn nghĩ về những cái tương lai mà chưa chắc là nó có. Tất nhiên là cái khả năng của mỗi người nó khác nhau, nhưng mà nếu chúng ta không có lòng tin của bản thân mình, chúng ta không có đủ đức tin là chúng ta có khả năng chuyển hóa một phần của người mình ngay bây giờ, ngay trong kiếp sống này, thì các bạn sẽ không bao giờ có đủ sự nỗ lực. Các bạn sẽ làm một cách hời hợt. Và khi có đức tin đủ thì ta nói là tinh tấn. Tinh tấn để phát triển niềm, ghi nhận, liên tục. Niềm ghi nhận liên tục thì định được vô cùng. Định ở đây khi ta vung bồi càng nhiều xác định trên những cái đối tượng đúng, thì chúng ta mới từ từ chúng ta mới thấy được đúng bản chất của nó, thấy được sự vận hành của thân tâm chúng ta, thấy nó là thực chất nó là cái gì và nó đang như thế nào. Thì chúng ta cần một cái sự quan sát liên tục không gián đoạn trong những cái khó thiền thực tự. Các bạn được hướng dẫn tác ý quan sát, thực hành ngay từ lúc mở mắt thức giấc cho đến lúc nhắm mắt đi ngủ. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng phải có tác ý thực hành, bất cứ lúc nào chúng ta phải có tác ý hành thiền. Trong những cái khóa thiền tích cực không có khái niệm xả thiền. Cái đó là điều sư luôn nhắc với các hành giả. Xả thiền ở đây là một cách nói, hoặc các bạn ở nhà, các bạn hành duy trì thì các bạn còn có thể gọi là xong thời công phu tối xả thiền rồi đi lo việc này việc kia gia đình. Còn trong những khóa thiền tích cực như thế này, lúc các bạn ngồi xong, các bạn đứng dậy gọi đi tinh hành, là chúng ta chuyển đổi oai nghi thôi. Tâm chúng ta liên tục phải tác ý ghi nhận. Ăn, uống, đi vệ sinh, tất cả đều phải có tác ý ghi nhận, tất cả đều phải tác ý hành thiền. Không được có khái niệm là xả thiền trong những khóa thiền tích cực như thế này. Xả thiền khi chúng ta rơi vào giấc ngủ, chìm vào giấc ngủ. Thì định nó mới được phục hồi liên tục, mới đủ để chúng ta thấy được cái sự vận hành thân tâm của chúng ta. Và tự
tuệ sẽ phát triển như thế nào thì chúng ta vừa nói xong. Đó là khi mà tuệ phát triển thì chúng ta sao? Càng có đức tin hơn vào cái phương pháp này. Tuệ càng phát triển bao nhiêu thì chánh tín càng lớn bao nhiêu. Đúng không? Chúng ta vừa nói lúc nãy chánh tín là gì? Là cái lòng tin có được từ cái sự chúng ta trải nghiệm thực hành, trải nghiệm những cái sự chuyển hóa của mình, chứ không đến từ những đối tượng bên ngoài, không đến từ cái gì đó nghe thấy, nhìn thấy. Từ Bhavana ở đây là sự phát triển trâu rồi. Và nó là một cái vòng tương hỗ, hỗ trợ lẫn nhau phát triển. Tiến lớn mạnh thì tinh tấn càng nỗ lực, càng nỗ lực tinh tấn, niệm liên tục, định phát triển là càng thấy rõ những cái hiện tượng thân tâm của chúng ta, tuệ phát triển và tiếp tục như vậy. Đó là cái sự tương hỗ về phát triển và sự cân bằng như thế nào. Tín và tuệ cần phải được cân bằng. Tấn và định cần phải được cân bằng. Một cái người có đức tin thuần túy, đến người ta nghe sao làm vậy, nghe hướng dẫn à, ngồi đi giảng sao nghe vậy. Xin lỗi, cái này là thường thấy nha, thường thấy. Xin lỗi tất cả, thường thấy những cô, mấy cô tiếng dữ lên. Là cái đó là điều tốt. Nhưng nếu mà chúng ta không có tuệ điều kiện, chúng ta không biết đặt vấn đề, chẳng hạn như bây giờ tại sao tôi phải nỗ lực dữ như thế này, mục đích của tôi là gì? Thì quý vị phải có đặt vấn đề chứ. Giờ ai nói gì nghe nấy không được, đúng không? Thậm chí chúng ta nghe thì chúng ta phải có sự đối chiếu, chúng ta có cái đối chiếu sự thực hành chúng ta. Hoặc là đôi lúc nghe thấy nó kỳ kỳ, sao không giống bên này, khác bên kia, thì chúng ta phải tìm lại coi sao, đối chiếu lại coi sao. Đó. Chúng ta không có đưa cái văn tuệ, tư tuệ chúng ta vào, mà lòng tin thuần túy thì rất là nguy hiểm. Có những người đi chùa nhiều chục năm, hành thiền có, giữ bát quan tra có, nhưng mà sư không thấy được sự chuyển hóa của người ta. Nhưng có những người vài năm nỗ lực hành thiền mà lại thấy được sự chuyển hóa. Vậy nó làm cái điều kiện cần, đó là chúng ta phải làm nó như thế nào. Cái điều kiện đủ mới là làm nhiều. Mà cái người mà cái đức tin gọi là cái tuệ là tuệ văn tuệ và tư tuệ, nó mức độ tư duy ấy, nó nhiều quá, nó không có lòng tin thì sao? Suốt ngày đi hỏi không? Suốt ngày đi hỏi cái gì thì đối chiếu, so sánh, tìm lỗi sai, đặt câu hỏi hết ông này tới ông kia coi trả lời sao, trả lời nó giống trong sách ghi hay không? Bản thân thì cái cũng làm cho có. Nên nó đó là cái sự mất cân bằng, đúng không? Tư duy quá nhiều, không đúng lúc đúng chỗ thì nó là một trở ngại. Và như thế nào là cần phải cân bằng giữa tấn và định?
khi chúng ta có cái định tâm, định tâm của chúng ta mà gọi là định tâm, tạm gọi là định tâm cục bộ, định tâm trên một cái đối tượng của mình nhiều quá, nó dễ dẫn đến cái việc gọi là chán nản, rũ rượi, mệt mỏi, hôn trầm. Bởi vậy nên là các ngài thiền sư mới đưa ra cái thời khóa là chúng ta cần phải quân bình bằng cái việc kinh hành. Thì khi kinh hành thì sao? Nhiều cái đối tượng nặng đến, các căn nó tiếp nhận nhiều đối tượng hơn, thì chúng ta cần có sự nỗ lực nhiều hơn, tâm nó cần phải được trau dồi nhiều hơn. Định bây giờ nó xác định đó, nó được vun bồi nhiều hơn. Đó thì chúng ta, tất nhiên thì chúng ta sẽ không có cái việc là ngồi nghĩ là bây giờ mình thiếu cái gì. Chẳng hạn như là tinh tấn, định, chúng ta chỉ cần làm theo đúng cái sự hướng dẫn của cái người hướng dẫn chúng ta, tác ý đúng, ghi nhận liên tục, thái độ quan sát đúng, không quá bức xúc, không quá mong cầu. Và còn một yếu tố nữa, đó là niệm, đúng không? Thì niệm thì sao? Nãy chúng ta nói là cái nào mà nhiều quá, nó mất cân bằng, nó cũng gây ra sự trở ngại. Niệm, Đức Thế Tôn nói rằng niệm thì không bao giờ, không bao giờ là quá. Niệm cần thiết trong mọi trường hợp, nhưng nó phải đúng. Đúng ở đây là đúng về đối tượng cần quan sát. Như lúc nãy chúng ta nói, như thế nào gọi là chánh, như thế nào gọi là tà. Cần phải hay biết cái gì, hay biết như thế nào. Trạng thái của tâm hay biết như thế nào. Các bạn có quá đang mong mỏi, mong chờ một cái gì hay không? Mong chờ một cái gì đó thì nó là tham. Không mong muốn một cái gì đó nó xảy ra thì nó là sân. Nhưng không biết cái gì đang xảy ra thì nó lại là si. Thì đây là những cái phẩm chất tâm thiện mà chúng ta phải vun bồi, chúng ta phải có, chúng ta phải quân bình, chúng ta phải phát triển trên con đường tu tập giải thoát của chúng ta. Chúng ta còn 10 phút, 15 phút nữa, thì quý vị có câu hỏi gì về cái vấn đề? Qua cái buổi chia sẻ ngày hôm nay của sư ấy, thì con có liên hệ đến cái công việc của con, thì cái phần công việc của con thì nó liên quan đến kỹ thuật rất là nhiều, và một ngày con phải dành 5-6 tiếng để ngồi liên tục. Và khi mà con nghe sư nói thì cái phần nỗ lực và niệm và định thì hầu như là không tài hết. Bởi vì khi mà con tập trung á, con quên hết thời gian luôn. Và con chỉ tập trung vì là con thời gian vẽ, cho nên là khi mà con tập trung á, là con tập trung đến từng đường nét. Cho nên là con đang không biết rằng là, và con rất là chăn trở, con không biết rằng là sau khi cái kết thúc khóa thiền này thì con mang cái gì con về con học á, và con mang con về con áp dụng cho cái công việc của con. Thì con không biết rằng là con phải tìm cách giữ chánh niệm như thế nào với cái việc là mình vẫn tập trung được công việc. Bởi vì con nghĩ rằng là ví dụ như là khi mà con
phút con nhấc tay lên thì con sẽ giống như sư Hạnh Vệ nói là con sẽ quán oai nghi của mình. Nhưng mà con cũng không biết rằng là con có làm được hay không, bởi vì mình vì cái công việc của con nó cái kỹ thuật đó, nó cái sự tập trung nó quá mạnh, cho nên là con không biết rằng là mình cần phải giữ hai cái trạng thái đó như thế nào. Và câu hỏi thứ hai nữa là khi mà nghe sư nói đó, thì con không biết rằng là công việc của con nó có phải là tại ngày hay không, vì con thấy đội câu nó cũng tận nghiệp thôi, con thấy hơi nản. Xin hết rồi. Thứ nhất đó, là rất là nhiều cái thí sinh sẽ khi mới thực hành sẽ hỏi cái câu hỏi là làm sao có thể giữ cái sự tu tập mà giữ chánh niệm trong khi chúng ta mới quay về cái đời sống bình thường. Thì bây giờ không biết là các bạn đã được nghe giảng chưa, thì bây giờ nếu mà chánh niệm ở cái mức rốt ráo và cái mức gọi là ở cái như là lúc nãy chúng ta nói bất kỳ một cái phẩm chất tâm nào chúng ta cũng có những cái giải phát triển của nó ha. Chánh niệm ở cái mức đầu tiên các bạn quan sát những cái hoạt động trên thân của mình, sẽ có những cái để lâu lâu để ý những cái trong tâm của mình cảm xúc như thế nào, những cái tác ý của mình như thế nào đó. Nhưng chánh niệm ở cái mức rốt ráo là các bạn có thấy được cái sự thay đổi của nó ở cái mức nhận thức, là thấy được sanh diệt, thấy được bản chất của nó là tam tướng. Không biết là nói những cái chữ này các bạn có hiểu hay không. Thì nó luôn luôn có một cái giải phạm vi phát triển, và chúng ta nói ở đây là chúng ta dùng cái chữ chánh niệm, nhưng mà dùng trong cái việc tu tập, dùng trong cái việc là chúng ta hành thiền, đúng không? Thì khi mà chúng ta về nhà, chúng ta làm những cái việc của đời thường ấy, thì tâm chúng ta bắt buộc nó phải hướng ra bên ngoài rồi. Đó. Thì đúng là lúc đó các bạn không có chánh niệm được. Chánh niệm ở đây cái đối tượng của nó, đối tượng của chánh niệm nó phải là những cái đối tượng trên thân tâm ở cái khía cạnh gọi là bản chất, hay là dùng từ gọi Phật học chút là chân đế. Cái hay biết của chúng ta nó phải ở cái khía cạnh bản chất, không ở khía cạnh khái niệm và hình tướng, thì nó mới gọi là chánh niệm rốt ráo. Nhưng mà tất nhiên là chúng ta đang luyện tập để được nó mà. Thì và chúng ta không phải là lúc nào cũng có thể có được. Nên là những cái khoảnh khắc mà chúng ta làm việc với giao tiếp với bên ngoài á, thì chúng ta chắc chắn là nó chỉ là niệm bình thường thôi. Nó chỉ là niệm thông thường thôi, nó không có được tiêu chuẩn của chánh niệm. Và không phải lúc nào, thậm chí là các nhà sư, thậm chí là những bậc thánh hữu học cũng không thể nào gọi là chánh niệm 24/7. Và những cái khoảnh khắc mà chúng ta không có hướng ra những cái đối tượng là trần cảnh, những cái đối tượng là khái niệm đó, thì mới quay về những cái đối tượng là thanh tâm và bản chất. Ví dụ như con đây, những cái lúc mà mình làm việc á, thì lúc mà ghi á, nó sẽ không có nghe rõ đâu. Mình để bút xuống đi, mình để bút xuống đi, mình nghe rồi mình sẽ nhớ rồi mình nói ghi lại sau theo cái hiểu của mình nó tốt hơn nha. Tâm chúng ta nó không có bắt hai cảnh một lúc được. Thì lúc khi mà chúng ta chẳng hạn như con được hướng dẫn là chú ý vào những cái hoạt động của mình, nhưng mà khi chúng ta vào cái việc cụ thể và rõ ràng, chúng ta phải chú ý vào những cái chi tiết, thì lúc đó chắc chắn là chúng ta không có chánh niệm. Nhưng mà khi chúng ta rời nó, chúng ta sinh hoạt, chúng ta đi đến chỗ này, đi chỗ kia, đi trong công ty, chúng ta gặp người này, gặp người kia, chúng ta nói, có thể những cái trạng thái tâm của chúng ta, những cái bức xúc của chúng ta nó sanh khởi, khi đó chúng ta sao? Mình cố gắng để ý lại xíu. Thay vì chúng ta cố chúng ta nói cho lại họ, thì bây giờ chúng ta tắt ý, chúng ta xem cái cảm xúc trạng thái tâm của mình như thế nào, thì lúc đó là chúng ta có chánh niệm. Thay vì chúng ta người bình thường thì sao, trước đây chúng ta không biết, chúng ta
cố để hơn thua, là nói sao cho lý luận gì hơn họ. Mà thì bây giờ cô ấy để quay vào xem thử là tâm chúng ta đang phản ứng sao. Thì những cái khoảnh khắc rời rạc đó là những khoảnh khắc chúng ta có chánh niệm, và chúng ta vun bồi nó từng chút từng chút từng chút từng chút. Và khi mà các bạn làm nhiều như vậy á, thì nó sẽ tạo thành một cái quán tính cho tâm, một cái quán tính tâm. Và chính cái này á, mới là cái mà nó giúp cho các bạn trong cái đời sống hàng ngày xây dựng một cái quán tính quan sát của tâm. Khi mà đồng chuyện tưởng quay lại, nhưng mà chắc chắn là các bạn không thể nào làm được chỉ sau một khóa thiền 10 ngày đâu. Các bạn làm được trong khóa thiền 10 ngày đấy, hoặc may là được. Nó không phải để các bạn nhục chí, nhưng nó pháp hành nó không có đơn giản là chúng ta học một khóa thiền 10 ngày rồi về ok chúng ta có thể là chánh niệm trong mọi lúc mọi nơi trong đời sống hàng ngày. Nhưng các bạn sẽ có một cái trải nghiệm khác một chút, nó có động lực để tiếp tục các bạn luyện tập tu tập, đúng không? Và đó là một cái con đường rất là dài, đó là một con đường rất là dài. Cá nhân sư bây giờ nếu mà đến khóa 10 ngày sẽ không đến nổi, nhưng mà bây giờ là bảo mà chánh niệm là liên tục trong đời sống hàng ngày chắc chắn sẽ không có được. Chỉ là cái khoảnh khắc của sinh nó nhiều hơn quý vị, cái quán tính tâm của sinh nó nhiều hơn quý vị một xíu thôi. Đó là câu trả lời thứ nhất. Câu thứ hai để con nói về cái việc con làm là sao tà mạng ấy là sao ta, nghĩa là con. Dạ, thì có nghĩ là vì hồi nãy sư có nói đến cái ví dụ là cái người lính đó, mà đi ra trận đó, thì cái người đó người ta cũng có cái ý tưởng, người ta cũng có cái lý tưởng, nhưng mà cái sự nỗ lực của họ đó, nó là tài tinh tấn, nó là tài tinh tấn. Và con cũng có liên hệ đến cái công việc của con, thì nó cũng phát triển thăng thang rất là nhiều. Rồi tới cái niệm và cái định thì nó cũng như vậy luôn. Thì con suy nghĩ ngược lại thì con không biết rằng là cái công việc của con nó có tốt hay không, hay là nó có kiểu như là nó có rồi. Nhà một trong những cái việc mà cái người hành giả sẽ phải đối mặt đó, khi mà các bạn bắt đầu tu tập, khi các bạn tu tập lâu, là cái sự đối kháng của tâm của mình sẽ tăng dần lên. Trước đây mình không nghĩ là cái việc là trong công việc mình dối xíu, đờ xíu là bất thiện, không. Nó có gì đó bất thiện, sếp bảo tôi thì làm vậy tôi làm thôi. Số má công ty trước giờ người ta làm vậy mà. Không. Nhưng mà trước giờ đi tu tập lại khác. Gần đây nhất là có một người thiền sinh của sư thì nó biết có ai đây là kế toán của thang của sư là nghề của con không thể nào không nói dối. Để ra làm cái toán không? thì cũng quyết định là cô sẽ sắp xếp để từ từ cô chuyển nghề, hoặc là cô nghỉ việc để cô chuyển một cái nghề khác. Thì sau mấy năm thì cô thấy không thể tiếp tục nghề này nữa. Thì không biết là cái thứ khác thì sẽ không biết, nhưng mà cá nhân cổ thì cũng nói vậy, thì sẽ nghe vậy. Thì đó là cái việc mà người hành giả chắc chắn sẽ đối mặt. Lúc sư học sinh viên, sư mới ra trường may mắn tìm được một cái công việc, lúc đó là năm 2013-2014 gì đấy, 12 triệu một tháng, chưa kể thưởng, là một số tiền rất là lớn đối với một sinh viên mới ra trường. Nhưng có một điểm là mình phải nói dối
Và cái đó là nó gọi là nó gần như là bắt buộc, dù nó không có hại cho cái người nghe. Các bạn thường nghe thì có dối mà không hại cũng được, không sao đúng không? Các bạn đừng quên cái người bị hại đầu tiên là mình. Cái đó là cái quan trọng. Cái việc nói dối đó, nó không hại ai ở bên ngoài, nhưng mà cái người hại đầu tiên, bị hại đầu tiên là cái người đó. Và lúc đó sư không thể chịu được và sư quyết định bỏ. Mình tìm một công việc khác ít thu nhập hơn. Lúc đó mình thiền sinh được vài năm. Thì tất nhiên là sư phải nói để con về bỏ việc nha. Mà là nó để con biết là cái phản ứng, cái diễn biến tâm lý của người hành giả thì nó sẽ như vậy, và nó sẽ ở cái mức độ tương ứng. Chẳng hạn như bây giờ con có cái đức tin, con có sự nỗ lực, nó tương ứng với cái mức là tu tập của mình trên đó, thì mình chuyển đổi công việc như thế nào đó. Đối với lâu hơn, cái tâm của mình nó nhạy cảm hơn, nó có cái sự đối kháng nhiều hơn, thì lại tiếp tục đổi việc. Đấy, thì đó là lý do tại sao mà nó mà tránh mạng á. Ngày phải được sư thú quý vị, cái này là tại sao mà sư đọc sư không có tin, không hiểu. Trong các nghề thì tránh mạng nhất là nghề gì biết không? Hả? Chính xác. Ngày xưa sư đọc cái này trong sách giáo lý sư không hiểu nha. Trong các nghề chánh mạng nhất là nghề của tỳ kheo. Ông bác ở đường Sina. Tất nhiên thì không phải nói xuống người đi tu, nhưng mà nó sẽ từ từ nó phát triển cái sự đấu kháng trong tâm của mình, và mình sẽ xử lý nó ở cái mức tâm lực của mình. Cái mức tâm lực của mình chừng đó thì mình sẽ có cách xử lý tương ứng với nó chừng đó. Được không? Hỏi ngứa ngàn. Chúng ta thầy thưa với quý vị á, nghe hỏi thì nó cũng hơi ngứa ngàn một xíu. Thì cũng chia sẻ là hồi xưa thì cũng có cái nghề, cũng đã từng làm cái nghề giống như vậy thế này, tức là mình cũng nói dối đúng là cũng không có hại ai, nhưng mà đúng như đại đức nói đó, cái người bị hại đầu tiên là chính mình. Nó kinh khủng lắm, cái cảm giác mình bị hại trong mỗi lần mình nói mình nói dối nó kinh khủng. Thế cho nên thì đại đức thì đổi nghề, còn xưa là bỏ nghề thì tôi luôn. Thì quay về cái lời khuyên của bạn này á, thì cái nghề của mình á, nó thuộc về cái nghề thủ công, nó thuộc về cái nhóm nghề thủ công. Thì cái nhóm nghề thủ công này đó, mình có thể chuyển những cái hướng để nó trở thành thiện, như là trường hợp vì thánh Anaham nuôi mẹ già và Đức Phật quá khứ, thì ngài là ngài thợ gốm. Thì cái thợ gốm với thợ vẽ thì nó cũng na ná nhau. Thì cái vị này nặng đồ gốm đó, rồi để ở đó người ta cần, người ta cứ lấy, người ta muốn cho gì đó thì người ta cho. Là cái vị Anaham này là tránh luôn cái chuyện là mua bán trả giá, tức là để đó ai muốn cho như cái gì cho, tới mức độ lúc lắm như thế. Nhưng mà mình là phàm thì có thể ở cái mức độ nó vừa phải đó. Hơn nữa mình có thể lựa chọn mình vẽ những cái thứ mang lại những thiện nghiệp. Ví dụ như thời gian qua thì sư có nhờ vẽ những cái bức tranh nhân quả rất là đẹp. Sư sẽ xong có thiện này quý vị sẽ có cơ hội, quý vị tiếp xúc.
rất là đẹp, thì cũng là vẽ, cũng những cái gương mặt, cũng những đường nét đó, nhưng mà cái nội dung được truyền tải giống như thì như thế đó, bản thân cái người họa sĩ họ cũng có thu nhập chính đáng, mà cái tác phẩm của họ thì nó sẽ cộng chú với chính, nó cộng với chính chứ nó không có cộng với tha, không có cộng với sân. Thì như thế là nó cũng là một cái hướng để mình đi. Ngoài ra thì sư có là đề nghị là như hồi nãy anh Đại Đức có nói đó, không biết là cô có để ý gì không, tức là trong hành động của mình, trong việc làm của mình, chú ý cái tâm, tâm tham xuất hiện thì mình ghi nhận, khi tâm sân xuất hiện thì mình ghi nhận, rồi ghi nhận suốt cho đến chừng nào mà lên đây như mấy sư thì không. Tại vì vốn dĩ xin thưa thứ niệm xứ là con đường hướng đến sự giải thoát, hướng đến sự liên tham, hướng đến sự hoàn thiện chính mình. Cho nên là quý vị cứ cân bằng, cứ cân bằng từ từ thôi, trong cái mức của mình. Và nếu như mà quý vị cứ đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp, đi tới cái lúc đó thì cái gì tới nó sẽ tới, thế thôi. còn nếu có ai còn câu hỏi không? Rồi, một câu hỏi nữa. Dạ thưa thầy, con muốn hỏi về chánh định và đạo định. Như thầy nói hồi nãy là định mình hướng ra bên ngoài và định hướng vào bên trong. Giả sử con còn đang đi học thì cụ thể là học ngoại ngữ. Tuy nhiên thì con khá là điếc, không kiên định. Cứ may lúc nọ thì cuối cùng con quyết định là lần này thì con sẽ cố gắng học xong cái ngoại ngữ này với một cái tâm là để đi trường đi cái sự lười biếng bằng cách học đúng giờ, kiên trì trong một khoảng thời gian dài để đi trường cái tâm làm biếng. Như vậy thì tôi gọi là tránh định không? Ở đây chúng ta lại phải cắt nghĩa ngôn từ với nhau một xíu. Chắc chắn một điều á, chúng ta nói tiếng Việt chưa chắc chúng ta nói chung ngôn ngữ. Chữ chánh và chữ tà ở đây á, chữ tà ở đây không phải là xấu xa, không phải là cái gì đó ghê gớm, kiểu như là làm cho nó là bị đọa, làm cho nó là vi phạm. Chữ tà ở đây là nó không phải chánh thì gọi là tà, và chánh ở đây á là những cái pháp đó chúng ta đang nói đây là chánh định, chánh niệm, chánh tinh tấn, và những cái pháp đó chúng ta đang thực hành, nó phải hướng đến cái sự thực hành tứ niệm xứ, hướng đến cái con đường gọi là chuyển hóa nội tâm, hiểu thân tâm mình đó, thì chúng ta dùng chữ chánh. Còn cái gì mà không chánh thì sẽ là tà. Chữ tà ở đây không phải là nói là xấu xa nha, con phải hiểu là chữ tà ở đây nó không phải là chánh, không phải theo cái hướng mà chúng ta đang hướng đến, là trong cái khóa thiền này chẳng hạn là tu tập là thấy được thân tâm mình, chuyển hóa nội tâm mình, đi tham đi dục, không đi theo cái hướng đó. Nên là con yên tâm, cứ cố gắng học ngoại ngữ đi nha. Sư cũng muốn học ngoại ngữ á, sư mấy lần cố gắng rồi nhưng mà chưa thành công. Dạ thưa thầy, là hồi nãy thầy có kêu là định hướng ra bên ngoài. Đúng rồi. Là hướng ra bên trong. Thì cái việc mà mình lấy mục tiêu là học để loại bỏ đi cái tính xấu của mình thì để được gọi là định vào bên trong hay là định vào ra bên ngoài? Học để loại bỏ tính xấu đó là cái việc chỉ vui lười biếng mà, đúng không? Đó là con trước đây con dễ vui, con lười biếng, bây giờ con muốn nỗ lực cố gắng để khắc phục cái. Dạ, đúng rồi. Cũng như vậy cái việc tinh tấn, bây giờ mình muốn trau dồi cái tinh tấn của mình, thì cái tinh tấn đó nó cũng phải là chánh tinh tấn ở trong cái bản chất đại học. Nó chỉ là tấn bình thường thôi, tấn bình thường thôi. Yeah.
nó không có xấu, nhưng mà nó không phải là chánh trung tâm trong bát chánh đạo. Nên là chúng ta phải cắt nghĩa ngôn từ. Nhiều khi giờ dùng chữ chánh tà, các bạn sẽ cứ nghĩ là phải cái gì đó ghê gớm lắm mới là tà. Thiện bất thiện cũng vậy. Thì là phải cắt nghĩa ngôn từ với nhau một xíu. Nên cứ yên tâm làm những cái việc ngoài đời mình vẫn làm, cố gắng những gì mình cần cố gắng, song song với cái việc mình cố gắng vun bồi nội tâm của mình, thì các bạn tự cái nội hàm cái động lực của mình nó từ từ nó sẽ cho các bạn câu trả lời. Cái người thầy thiền sư của sư ngài có nói một câu: ở trường thiền của tôi không ban cho bạn giáo pháp, chúng tôi chỉ cho bạn cách làm sao để thiện xảo trong hành thiền, và giáo pháp sẽ tự đến với bạn. Cũng như vậy, nếu con thấy hứng thú với cái phương pháp này, với cái sự thực hành này, con cứ làm, tự trong tâm mình sẽ có sự chuyển hóa và mình sẽ có những cái quyết định nó tương ứng với cái mức tâm lực của mình. Vậy được không quý vị? Cũng 9:20 mình để các hành giả nghỉ ngơi, chúng ta sang ngày chúng ta bắt đầu sớm. Sa thú lần thay, con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ đi gần dưới chân Đức Phật, là đấng chi tôn chi thân, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hàng pháp bảo là pháp hậu và pháp hành, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc tâm bảo là phàm tâm và thánh tâm, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tâm bảo, cúi xin tâm bảo xa tội lỗi ấy cho con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư cũng mong muốn chúc các hành giả nỗ lực tinh tấn và có được nhiều thành tựu trong những ngày ở đây. Thì chúng ta nói thật là quý vị sẽ rất là hiếm hoi có những cái thời gian mà được nỗ lực như thế này, có một cái trú xứ như thế này, có những người bạn đồng tu, có người thầy hướng dẫn. Vì vậy nên bất cứ khi nào mà chúng ta có một cái sự dễ vui, chúng ta phải nhắc nhở mình những cái khoảnh khắc như thế này chúng ta không có được nhiều trong kiếp sống này mà trong cả vòng luân hồi này, rất hiếm hoi. Còn mong quý vị sớm thành tựu.